Tiện nữa đèn nó lên nhiều hết cái sông này nó mới nhiều nên mới đẹp nè. Đèn chạy thuyền này đèn chìm hết. Tôi phát hỏi này. Thế là mình về đằng kia. Hả? Mình về đằng kia. Xong về đằng kia hay xong về đằng kia? Xong mình về đây mà mình đi về này mà. Thấy chưa? Em nhìn chưa? Bao nhiêu cái nó nhìn chưa? Cắm đầu chưa? Thì nó có mỗi tờ giấy thì nó chở ấy. Để luôn. Đây này, mấy cái đèn này trông đẹp chưa? Ôi dồi ôi, giờ thuyền đi đông thế. Mở đằng kia lắm, thuyền nó dạt về đây. Wow, thuyền này, nhiều thuyền chứ. Đi con thuyền to, thuyền bé này thích hơn là đi con phà to kia. Phà to kia. Chả có người đi phà mấy. Chuyện bây giờ người ta toàn thuyền bé. Phà đèn nó đen đi. Dòng sông dài luôn. Ôi, bà đã thắp nến sẵn rồi. Đẹp thế nhỉ? Ui, cái hoa giấy buổi tối nó đẹp chưa? Đây buổi tối đẹp. Được và mất anh Xuyên. Đâu ra đây quay cái đèn hóa đăng. Đèn hóa đăng. Này, buổi tối cái màu vàng sơn, cái màu vàng sơn thả cái đèn lồng này vào nhìn nó nổi, nhìn này, cái nhìn nó thật đẹp. Rồi. Nổi nhờ. Đi thuyền nhanh thế, họ đi thuyền nhanh thế. Cứ nó nhanh nhưng không có nhiều thuyền nữa ấy, mình tránh này. Kìa, thuyền nhanh thế. Cả, có người lọ người kia thì nó gì nó chỉ qua. Đẹp chưa? Ôi ôi này, màu vàng nó nổi lên này. Đấy rồi. Em màu vàng nó xưa cũ rồi gì nữa. Xưa cũ nhưng mà màu vàng nó với cái đèn lồng cái thứ kia nó cổ thì nó chả đẹp. Thế người ta mới chọn màu vàng này, người ta làm màu cổ, phố cổ. Còn mình sơn nhà mình nhưng mà mình màu nó khác.
ngày xưa người ta hay sơn màu vàng, bây giờ người ta sơn màu vàng. Đúng rồi, ngày trước là vàng, sơn vàng. Thế mới bảo màu vàng nó cổ ngày xưa, thế biết nó cổ sao mới chọn màu vàng. Dạ, đều là màu vàng hết. Đâu phải cái cầu hồ, cầu... À, đúng rồi. Gần Hà Hư nữa. Không có cái đâu 10, đâu 5 gì. À đấy, ngồi chỗ ghế đá này xem chỗ chụp cái cảnh này. Đấy, như bà Tây này. Hello. Đó. Hello đi. Máy họ đẹp thế. Em đợi này tối rồi. Đông nhỉ, cái cầu cái đông chưa? Đợi kết thúc đây này, thả cho mình đúng không? Chỗ này là mình thả cái này, cái bậc này, cái bậc này. Cái gì không em? Thả đàn. Dạ. Thả giùm bà cái đàn, có 5.000 cây. Chậm đó. Con chưa mua, con chưa mua. Ủa mua giùm bà giờ cây thả. Lăn nữa, lăn nó con một. Đông chưa, đông di dít luôn. Chỗ này đi đến gì đến rồi? Gì đến buổi tối hay là ban ngày? Cháu một ngày, hôm nay cháu ở Hội An đây. Đẹp quá. Đông di dít luôn, đông kín luôn, đông đông kín cái cầu kia luôn, cầu kia đông kín. Đây này, chỗ này nó sáng ngay này, đó đèn sáng ngay. Vâng. Mai ngày kia cháu cũng qua chú 10 cháu chơi. Chú 10 cách chỗ cháu ở là 16 cây. Tối tối đẹp thế. Ôi nhưng mà mấy cái đèn kia nó không thấy sáng nhỉ? Mấy cái đèn kia, mấy ba quả bóng bóng đèn kia nhỉ? Những cái đèn kia nó mà sáng thì đẹp nhỉ? Một loạt mà nó sáng đèn vàng ấy. Ôi nhỉ? Nhiều người thả đi đèn thế mà đèn số lượng à? Em không ạ. Xô. Hẳn là những cái đèn hoa đăng kia. Nếu mà không đi thuyền, nếu mà không đi thuyền thả là nó sẽ dại hết một loạt ở mà ở đấy. Bắn cái gì đấy? Bắn khẩu trang đấy. Đi không đâu. Có người là 200 đồng là 24. Đi vậy thôi không? Ta chèo cho mình. Đi biết lên tê cái xuống nghỉ này, cái lấy này đây. 2 vòng, 20 phút. Mình hỏi cho chị nó lên đâu, cái gì vậy đó. Ấy giờ họ mới thắp đèn đây này. Ơ giờ mới được cái cột đèn. À thế chắc chuẩn bị nó thắp đèn đấy.
Cô này đi một mình. Cô này không có khách. Đâu, vừa giả thế, vừa giả khách thế. Vừa trả khách rồi. Đông dí dí thì dịt luôn. Cái này bật điện đèn ở mấy chi nó bật chưa bật nhỉ? Mà nó dẫn lên thì dẫn. Đây lên thì dẫn. Xin chào. Thôi mình kết thúc livestream, mình đi chụp hình đây. Mình đi chụp hình. Mình đi thả đèn hoa đăng về. Xin chào.